Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay tất cả phái đoàn của Lữ đoàn Sài Gòn TV channel 44.4 chúng tôi đang có mặt trên con tàu USS Midway. Thưa quý vị, đây là con tàu mà cách đây 34 năm về trước, và chính con tàu này đã tiếp đón khoảng trên 3.000 người Việt Nam trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi mà Sài Gòn sắp rơi vào tay Cộng sản. Kính thưa quý vị, và cũng chính con tàu này, trong đó có rất nhiều quý vị là tướng tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong thời đó cũng đã đáp từ những chiếc trực thăng xuống con tàu này. Và chúng tôi có một vài cái lời giới thiệu về lịch sử con tàu để cho quý vị nào trong thời đó đã có mặt trên con tàu này cũng có một chút nhớ lại vào 34 năm ngày này năm xưa. Quý vị nào chưa, không phải là những người có mặt trên con tàu này để rời Sài Gòn vào năm 1975 đó, thì quý vị cũng có một chút khái niệm. Kính thưa quý vị, cái chiếc US gọi là, đây là một chiếc hàng không mẫu hạm USS Midway, là một hàng không mẫu hạm thứ 41 của Hoa Kỳ và do công ty Newport News Shipbuilding và được đóng tại Virginia. Bắt đầu chế tạo vào ngày 27 tháng 10 năm 1943 và được hạ thủy vào 20 tháng 3 năm 1945 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10 tháng 9 năm 1945 dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng, đó là ông Joseph Porger. Lúc đó thì hàng không mẫu hạm này thuộc hạm đội Đại Tây Dương của Hải quân Hoa Kỳ và neo tại cảng quân sự, đó là tại Norfolk, Virginia. Kính thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 10 năm 1947 thì hàng không mẫu hạm Midway được điều qua hạm đội 6 và bắt đầu ra khơi hoạt động tại vùng biển Địa Trung Hải. Và đến năm 1958 thì hàng không mẫu hạm này được điều sang hạm đội 7 và bắt đầu hoạt động tại Biển Đông, châu Á. Đến năm 1962 thì tàu được điều đến hoạt động tại vùng phía Bắc của Biển Đông để yểm trợ cho công tác phòng thủ cho Nhật, Nam Hàn, đảo Okinawa, Đài Loan và Philippines. Đến năm 1965, công việc của hàng không mẫu hạm Midway là hỗ trợ cho các cuộc hành quân trong cuộc chiến tại Việt Nam. Một năm sau thì hàng không mẫu hạm này được điều về cảng San Francisco để hiện đại hóa, nới rộng bề mặt từ 2.8 acre thành 4 acre và tăng trọng tải chuyên chở lên đến gần gấp đôi. Đến ngày 31 tháng Giêng năm 1970 thì chiếc Midway này ra khơi hoạt động trở lại và được điều về vùng biển ngoài khơi Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 năm 1971. Vào ngày 5 tháng 10 năm 1973, hàng không mẫu hạm thứ 41 của Hoa Kỳ là được điều về neo tại căn cứ quân sự tại Yokosuda tại Nhật. Đến ngày 19 tháng 4 năm 1975, cùng với 4 hàng không mẫu hạm, đó là Koroshi, Hancock, Enterprise và Okinawa Midway, được điều đến vùng biển ngoài khơi Việt Nam sau khi quân đội Bắc Việt đã chiếm mất 2/3 miền Nam Việt Nam. Kính thưa quý vị, 10 ngày sau, Midway tham gia một chiến dịch gọi là Operation Frequent Wind của hạm đội 7 để đón những người Việt, Mỹ và Việt Nam di tản khỏi Sài Gòn. Và để làm công việc này thì Midway phải bỏ lại 50% số lượng máy bay tại căn cứ hải quân Subic Bay tại Philippines, chạy qua Thái Lan và bỏ lên 10 chiếc trực thăng loại lớn, tức là gọi là CH-53 Sea Stallion, để có thể chở người ra khỏi Sài Gòn nhanh hơn. Trong chuyến cứu người này thì chiếc Midway đã ghi nhận một sự kiện lịch sử, đó là công việc chuẩn bị cho một chiếc máy bay Cessna O-1 Bird Dog có 2 ghế ngồi và do thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa, đó là ông Lý Bửng thuộc Công quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa lái, chở một vợ và 5 người con đáp xuống vào ngày 29 tháng 4 năm 1975 trong lúc trời đang mưa. Từ đảo Côn Sơn thì thiếu tá Bửng đã chở gia đình trực chỉ hạm đội 7, và khi mà thấy chiếc Midway nhưng mà không thể nào đáp xuống được vì đầy những chiếc trực thăng vừa chở người ở Sài Gòn ra. Thiếu tá Bửng nay thì ông đang sống tại Orlando, Florida, và theo lời ông kể thì từ trên cao ông đã nhìn thấy không còn một chỗ trống để đáp, và ông lại không có cái headset để liên lạc bằng radio với những nhân viên của tàu Midway. Vì cái lúc mà di tản mà gặp chiếc máy bay nào mà bay được đó là đưa vợ con lên
và đâu có cái thời gian để mà để ý đến nhiều cái chuyện khác. Và sau khi mà bay vài vòng trên cái chiếc Midway thì ông thiếu tá Bẩn đã quyết định viết một miếng giấy và thả xuống tàu để xin cho được đáp xuống con tàu này. Tuy nhiên ban đầu thì ông cột cái miếng giấy vào một con dao quăng xuống, nhưng mà vì gió đưa quá mạnh cho nên con dao đã rơi xuống biển. Và lần thứ nhì thì ông cột miếng giấy vào một cái chiếc giày, tiếp tục cũng bị rớt xuống biển. Và lần thứ ba thì ông dùng cái chùm chìa khóa, lần thứ ba vẫn không thành công, thưa quý vị. Và cuối cùng, và ông đã cột cái miếng giấy này, gọi là có một cái lá thư viết rất gọn, ông cột cái lá thư này vào cái khẩu súng B-38 và ông may mắn là nó rớt ngay trên tàu, theo lời ông vẫn kể như vậy, kính thưa quý vị. Và cái lá thư này thì lúc nãy chúng ta đã được cái ông Zumba quý vị đã nhìn thấy rồi, ông ta đã photocopy nguyên cái lời mà thiếu tá Bẩn đã ghi lại, và bằng mọi giá hãy cứu ông và một người vợ và 5 người con. Và trong miếng giấy đó thì thiếu tá Bẩn đã ghi nguyên văn như sau: nếu quý vị đưa những chiếc trực thăng qua một bên, tôi có thể đáp xuống đường phi đạo được, và tôi có thể bay thêm 1 giờ nữa để quý vị có đủ thời gian. Làm ơn hãy cứu chúng tôi. Thì trong lúc đó thì hạm trưởng đó là ông Lawrence Chamber đã quyết định phải cứu gia đình của thiếu tá Bẩn, nhưng mà không biết làm thế nào để dọn chỗ để cho chiếc máy bay Cessna 01 Bird Dog đáp xuống. Và sau đó ông quyết định là đẩy một số máy bay trực thăng, tức là chiếc US-1 Hue trị giá tổng cộng gần khoảng 10 triệu đồng xuống dưới biển. Và cuối cùng thì chiếc cái máy bay mà chở thiếu tá Bẩn và gia đình đáp xuống chiếc máy quê rất an toàn, và trong cái tiếng reo hò của những người Việt Nam có mặt vào lúc đó trên cái chiếc mà hàng không mẫu hạm của chiếc US Midway, và chúng tôi đang có mặt tại đây. Thưa quý vị, nếu mà nói về con tàu này thì chúng tôi sẽ có nhiều cái góc cạnh để mà diễn tả và tường trình lại cho quý vị. Và hôm nay thì trong các phái đoàn chúng tôi đi đó, ngoài tất cả những thành viên của Little Sài Gòn Television thì có cả ký giả Đỗ Dũng của người Việt cũng đang có mặt ở trên một cái nơi quý vị biết toàn bộ cái bộ phận chỉ huy của con tàu đang nằm trên đó. Và hiện giờ thì ký giả Đỗ Dũng cũng đang phỏng vấn ông Jumper, là cái người mà ngày xưa mà đã điều động, như hồi nãy Nguyễn Vũ đã giới thiệu đó, lần lượt hàng trăm chiếc trực thăng đáp xuống mà để đưa đồng bào chúng ta từ Sài Gòn ra chiếc hàng không mẫu hạm US Midway, thưa quý vị. Và trong chuyến đi này chúng tôi có mời hai vợ chồng anh Nguyễn Thú A, trước năm 1975 là ký giả của AP, và trong thời đó chính anh và gia đình cũng đã cùng với một chiếc trực thăng đáp xuống chiếc tàu USS Midway này. Và các câu chuyện mà vào thời đó gia đình ông Nguyễn Thú A và những người Việt Nam có mặt trên con tàu US Midway này như thế nào, mời quý vị theo dõi tiếp. Đây là Little Sài Gòn TV Channel 44.4.